Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2013, Vũ Nhân có mặt tại thành phố Fresno để gửi về quý vị đêm thánh nhạc kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại thành phố Fresno. Kính mời quý vị theo dõi. Haley. Con tên gì? Con mẹ. Chị nói đi. Con tên gì? Alison. Sheila. Ngày hôm nay con nhận quà vui không? Con tên gì? Kenny. Con tên gì? Ty. Chúa đến với thế nhân, đêm nay đây Chúa giáng xuống trần, nơi tâm tối u buồn. Ông Vũ Nhân và quý thính giả, là tôi là mục sư Nguyễn Văn Thiện, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành, trưởng nhiệm cộng đồng tại thành phố Stockton. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, Hội Thánh Tin Lành tại thành phố Fresno đó tổ chức lễ Giáng sinh và có mời chúng tôi đến dự kỷ niệm lễ Giáng sinh Chúa Giêsu. Giáng sinh là một ngày của niềm vui không phải bình thường của loài người, bằng là niềm vui của con trời, của Thượng Đế cho con người. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của mục sư dành cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn ông Vũ Nhân và đài truyền hình SBTN. Thưa mục sư, xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái sinh hoạt của chúng ta ở đây, mục sư. Đây là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở tại Fresno này, là một hội thánh duy nhất ở trong vùng Fresno, Clovis. Trong suốt mười mấy năm nay thì Hội Thánh thiếu quản nhiệm, và từ đầu năm 2013 khi tôi về đây để quản nhiệm và có nhiều người quay trở lại để thờ phượng Chúa. Chúng tôi sinh hoạt vào buổi sáng Chủ nhật vào lúc 9:30 cho đến 10:30 sáng thì có lớp tìm hiểu giáo lý Thánh Kinh, tìm hiểu về sự cứu rỗi, và chúng tôi cũng có lớp để dạy giáo lý căn bản cho những người mới tin Chúa. Và sau đến 10:45 cho đến 12:30 thì chúng tôi có giờ sinh hoạt thờ phượng Chúa. Cùng với những bài hát ngợi khen Chúa thật là vui vẻ và học được lời Chúa nữa. Và sau giờ thờ phượng thì chúng tôi có sự thông công với nhau bằng buổi ăn trưa với tất cả mọi người. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Lần nữa xin cảm ơn khán giả đài truyền hình SBTN. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vũ Nhân xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.